Hoa hồng trên ngực trái, Bảo lo lắng vì mối quan hệ của Khuê và Thái. Quý vị khán thính giả thân mến, trong lúc Thái bị Lâm bệnh nặng, Bảo lo lắng vì mối quan hệ của Khuê với chồng cũ. Trong tập 40 bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, mối quan hệ của Bảo và Khuê đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hai trái tim đơn côi đã tiến tới nhờ sự ủng hộ hết mình của người xung quanh. Bảo rộng đường hơn trong công cuộc chinh phục tình yêu của Khuê, còn Khuê thì dần lắng nghe và thấu hiểu được thứ tình cảm mà mình dành cho Bảo. Nhận thấy Khuê đón nhận tình cảm của mình, Bảo Tần Lộc ngày nào chỉ biết đếm số, nay bỗng dưng nũng nịu. Chưa khi nào khán giả thấy anh trai của San cười nhiều đến thế, thậm chí Bảo còn già ốm để Khuê đến chăm sóc. Trong lúc mối quan hệ của Khuê và Bảo đang có nhiều dấu hiệu tích cực, Thái đang dần phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã gây ra. Thái lo sợ mình đang mắc bệnh hiểm nghèo vì anh ta không ngừng nôn ra máu. Trong tập 41 bộ phim Hoa hồng trên ngực trái, Bảo tiếp tục dành nhiều sự quan tâm chăm sóc với Khuê. Trong đêm tối gặp Khuê khi mới đi làm về, Bảo đã nói với những lời vừa quan tâm vừa trách móc, phá chút tinh nghịch. Bây giờ anh không chỉ cạnh tranh với chồng cũ của em, lo con gái em có quý anh hay không, mà còn phải chạy đua với thời gian nữa. Mới quen được cô startup mệt lắm. Nhưng ngày nào em cũng đi về muộn thế này, thời gian đâu dành cho anh? Khi mới xưng tôi và chưa kịp trả lời câu hỏi của Bảo, Khuê đã bị Bảo chấn chỉnh. Tôi cái gì? Giờ này còn tôi, phải là em với anh hiểu chưa? Là hai chúng ta? Ở một diễn biến khác, Thái được các bác sĩ xác nhận có bệnh nặng và đang trong giai đoạn nguy kịch. Theo lời của bác sĩ, thời gian còn lại của Thái không nhiều. Không quá dài, còn phụ thuộc vào tinh thần nghị lực sống của cậu. Nhưng tôi nghĩ việc cậu làm là nên nhập viện điều trị ngay. Bác sĩ khám bệnh cho Thái chia sẻ. Nhận được thông tin này, Thái tỏ ra bàng hoàng lo lắng. Con gái tôi sắp mổ tim, tôi không thể, tôi cần thời gian để sắp xếp. Tập 41 của bộ phim Hoa hồng trên ngực trái sẽ phát sóng ngày 25 tháng 11 trên kênh VTV3. Trong tập này, khán giả sẽ tiếp tục theo dõi những tình tiết hấp dẫn xung quanh mối quan hệ của Bảo và Khuê. Cùng với đó, người xem cũng chờ đợi phản ứng của Thái khi biết mình đang mang trọng bệnh. Sắp chết vì ung thư, Thái cầu xin Khuê quay lại. Thái biết mình mắc bệnh nan y, thời gian sống không còn nhiều, trong khi muốn níu kéo Khuê quay trở lại với mình. Tình cảm giữa Bảo và Khuê ngày càng đi lên. San bắt đầu ghen khi nghe thấy Khang nói chuyện ngọt ngào với gái lạ, là những diễn biến sẽ có trong tập 41 phim Hoa hồng trên ngực trái. Trong tập phim Hoa hồng trên ngực trái phát sóng vào tối 25 tháng 12, Bảo ngày càng mạnh dạn, vừa nhẹ nhàng lại vừa quyết liệt trong cách thể hiện tình cảm của mình với Khuê. Trong khi đó, sau nhiều lần nôn ra máu, Thái đã đến bệnh viện để khám và phát hiện mình mắc ung thư. Cơ may của tôi là bao nhiêu hả bác sĩ? Với tình trạng này tôi còn bao nhiêu thời gian? Thái hoảng sợ khi đón nhận việc mình sắp chết. Không quá dài, còn phụ thuộc vào tinh thần nghị lực sống của cậu. Nhưng tôi nghĩ việc cần làm là cậu nên nhập viện điều trị ngay. Bác sĩ nói. Thái nghĩ trong đầu, con gái tôi sắp mổ tim, tôi không thể, tôi cần thời gian để sắp xếp. Sau đó, Thái đến gặp Khuê để nói về việc anh sắp chết, mong lấy được sự cảm thương từ người vợ cũ để quay lại với mình. Đúng lúc đó thì gặp Khuê và Bảo đang nói chuyện ngọt ngào với nhau. Ở tập phim này, San cũng bắt đầu nảy sinh tình cảm với chàng phi công Khang. Cô thể hiện thái độ ghen tuông ra mặt khi nghe thấy Khang nói chuyện ngọt ngào qua điện thoại với một cô gái khác. Nếu như em mệt thì cứ nghỉ đi. Ngày mai không phải đến công ty sớm đâu, khách sáo quá làm gì, anh cũng phải thương hoa tiếc ngọc chứ đúng không? Ngủ ngon nha, bye em. Khang nói qua điện thoại. Ngay sau đó anh quay sang khoe với San về việc mình vừa có được một hợp đồng lớn và muốn được nghe lời khen từ vợ. Tuy nhiên San chỉ hờn dỗi, đưa mắt lườm và nói, đi mà khoe ngọc ngà châu báu của anh ấy. Tuy nhiên cũng có giả thiết cho rằng biết không còn sống được bao lâu, Thái tác hợp cho Khuê và Bảo từ bỏ quyền nuôi bóng, nhờ Bảo chăm sóc cho các con. Hoa hồng trên ngực trái lại gây sốc khi Thái bất ngờ nhận hung tin từ bác sĩ rằng Thái còn rất ít thời gian, phần trăm may mắn không còn nhiều, còn tùy vào nghị lực sống của anh ta và việc điều trị có kịp thời hay không. Thái bàng hoàng, anh ta lo lắng nhất là giờ bóng phải mổ tim, anh ta không thể nhập viện vào lúc này và trong khoảng thời gian đợi để bóng mổ tim, liệu anh ta có thể trụ vững không? Khán giả yêu thích Hoa hồng trên ngực trái luôn mong Thái, nhân vật bị ghét nhất phim phải sống dở chết dở, chứ không chỉ tán gia bại sản.
Huống hồ tưởng đến lúc thân bại danh liệt không ngoi lên được, khán giả chưa kịp hả hê thì lại xuất hiện một cái phao cứu sinh to đùng cho Thái, để Thái lại tiếp tục nhờn nhơ rồi ngang nhiên mang vé số trúng giải trộm được của Khuê đi lãnh thưởng, một mình cướp trắng toàn bộ số tiền vốn thuộc về Khuê. Những tập gần đây, Thái còn liên tục bị khán giả ném đá khi chơi chẽn, dùng mọi thủ đoạn để níu kéo Khuê, chia cách Khuê và Bảo. Kết thúc tập 40 là cảnh Thái đến bệnh viện làm xét nghiệm do những cơn đau dạ dày hành hạ, anh ta bị nôn ra máu. Nghe lời khuyên của Khuê, Thái cũng quyết tâm đến bệnh viện để khám. Tập 40 kết thúc khi chưa rõ kết quả căn bệnh của Thái ra sao, nhưng khán giả trung thành của bộ phim đã vẽ ra những viễn cảnh sau đó, rằng Thái sẽ không sao, chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi. Về lão ta lại lôi bệnh tật ra để lấy lòng thương của Khuê, nhằm tiếp tục dùng chiêu trò níu giữ Khuê. Nhưng những gì diễn ra trong đoạn trích giới thiệu tập 41 Hoa hồng trên ngực trái vừa được nhà đài tung ra cho thấy Thái không có thời gian để nghĩ đến những việc đó nữa. Điều anh ta lo lắng bây giờ là anh ta có đủ thời gian để lo cho Bống trong những ngày con bé mổ tim không? Còn hơn một tuần nữa là Bống phải mổ tim rồi. Thái tuy là kẻ hội tụ đủ những tính xấu mà chị em phụ nữ sợ nhất, đó là gia trưởng, vũ phu, ích kỷ, tham lam, keo kiệt. Nhưng ở Thái lại có một điểm tốt mà hàng triệu đàn ông phải học, đó là tình yêu thương các con. Phải nói, Thái là một ông bố tuyệt vời. Chưa một lần khán giả thấy Thái nặng lời với các con. Các con có yêu cầu gì chính đáng, Thái đều nhẹ nhàng và dành thời gian cho các con, không thất hứa với các con điều gì. Dù đang nóng như lửa, nhưng khi nói chuyện với các con lại dịu dàng nhẹ nhàng hết nấc. Khỏi phải nói, có một người bố như Thái, đứa con nào mà không muốn giữ mẹ cho bố, đứng về phía bố, ở bên cạnh bố. Bống là chị lớn hiểu chuyện hơn, biết bố vì Tiểu Tam mà đuổi mẹ đi, nhưng Bống chưa bao giờ ghét bố. Trong mắt Bống, bố mãi là thần tượng của mình, nên những gì mà Bống thể hiện trong những tập phim gần đây bị khán giả la ó vì cho rằng Bống hỗn láo. Thế nhưng khán giả lại không nghĩ xem tại sao Bống lại hành xử như vậy. Trước đây vẫn chiêu thức ấy Bống dùng với cha thì mọi người hoan hô cổ vũ, khen Bống nhanh nhẹn, thông minh. Giờ Bống áp dụng với Bảo thì lại quay ngoắt ra chê trách Bống, thậm chí thay đổi tình cảm từ yêu thành ghét Bống. Nếu như Thái cũng đối xử tồi tệ với các con, liệu Bống có đối xử vậy với Bảo không? Bống ngây thơ, chỉ tin vào những gì em đang thấy. Bố và mẹ đều là những người yêu thương mình, còn chuyện người lớn Bống đâu hiểu hết để có thể đứng về phía ai. Thế nên việc tìm mọi cách để bố mẹ về sống với nhau là điều mà một đứa trẻ ở tuổi Bống khó có thể làm được thì Bống đã làm được. Vậy tại sao chúng ta không khen Bống mà lại quay lưng với em? Quay trở lại với Thái, biết mình không còn nhiều thời gian, Thái vô cùng lo lắng. Nỗi lo đó không phải anh lo giữ tính mạng mình, mà là lo cho các con. Thái quả là một ông bố đáng khen, trăm điều xấu nhưng vẫn có thể tìm thấy một điểm tốt. Một chi tiết mới nhất được một mọt phim thông tin là Thái sau khi trở về từ bệnh viện đã giấu biệt bệnh tình của mình, nói với mẹ là anh ta chỉ vì quá căng thẳng lo lắng nên đau thôi, không nghiêm trọng, uống thuốc vào sẽ ổn. Thái cũng chăm chỉ uống thuốc đúng theo chỉ định của bác sĩ nên bà Hồng cũng yên tâm. Khi Khuê đến hỏi về bệnh tình của Thái, Thái cũng không cho Khuê biết. Thái có hỏi về mối quan hệ giữa Bảo và Khuê. Khuê vốn kín tiếng nên không nói việc Khuê và Bảo đã chính thức bước vào một mối quan hệ mới. Nhưng Thái đã biết được Khuê có tình cảm với Bảo vì ánh mắt, sắc thái của Khuê cũng thay đổi. Một người dày dặn kinh nghiệm tình trường như Thái không khó để nhận ra. Thái cũng lấy làm mừng rằng Khuê đã có một bờ vai vững chắc để dựa vào. Thái đã hẹn gặp Bảo. Ban đầu, Bảo còn tưởng Thái sẽ giở trò. Thái đã thua, nhận với Bảo việc lấy trộm vé số của Khuê. Biết được đó là tấm vé số mà Bảo mua kỷ niệm Khuê với mong muốn Khuê có hy vọng và gặp may mắn. Thái cũng nói về đứa con mà Thái chưa kịp biết. Thái nói chuyện với Bảo với thái độ hết sức chân thành, mong Bảo hãy bỏ qua hết cho Thái. Cuối cùng lấy hết can đảm, Thái cũng nói được với Bảo điều anh muốn nói. Rằng anh thấy mình không xứng đáng được Khuê tha thứ, mong Bảo hãy luôn ở bên cạnh làm chỗ dựa cho Khuê. Khuê là một người phụ nữ tốt, đáng được trân trọng, cô ấy xứng đáng được sống hạnh phúc, mong Bảo hãy luôn trân quý Khuê, yêu thương che chở cho Khuê. Điều thứ hai, Thái nói với Bảo rằng hãy chăm lo cho các con của Thái, yêu quý chúng như con đẻ. Bảo ngạc nhiên, nhưng rồi với bản tính mạnh mẽ của đấng nam nhi trượng phu vốn có của mình, Bảo khẳng định với Thái, Khuê ở bên Bảo sẽ hạnh phúc hơn ở bên Thái là chắc chắn, và việc chăm lo cho các con của Khuê là bổn phận, là trách nhiệm của người làm cha làm chú, không cần Thái phải bảo. Thái yên tâm nhẹ nhõm khi nghe những lời Bảo nói. Anh ra về, trong lòng chỉ bộn bề cảm xúc, tiếc nuối cho một cuộc đời quá ngắn ngủi,
mà chưa làm được gì. Tuy nhiên đây cũng chỉ là những giả thiết của khán giả yêu phim. Nó sẽ diễn ra trên phim hay không? Chúng ta hãy đợi những tập tiếp theo của bộ phim lên sóng sẽ có câu trả lời rõ ràng nhất. Phim tiếp tục được phát sóng lúc 21 giờ 40 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần trên VTV3. Tin tức 24 giờ TV sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về nội dung tiếp theo của Hoa Hồng Trên Ngực Trái để gửi tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ cho tin tức 24 giờ TV trong suốt thời gian qua. Hãy tiếp tục đón xem và ủng hộ cho những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký kênh tin tức 24 giờ TV để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và cung cấp những thông tin nổi bật nhất. Quý vị hãy nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.